Văn Hiền mến chào cả nhà thân thương nhé. Vì ơi, vì khỏe không ạ? Hiện tại thì Văn Hiền và anh Ngô Ân đang trở lại tòa thánh Tây Ninh, và trong ngày mai thì hai anh em cùng với sự hỗ trợ của đội Trung Phúc và các anh chị ở đây này sẽ đến chợ Long Hoa và chúc chủ lang thang ở dưới đó đâu quý vị. Và bây giờ thì Văn Hiền và anh Quân đang trên đường để về khách sạn, thì hai anh em sẽ đi kiếm xem ý đang ngủ ở đâu nhé quý vị nhé. Không biết là tối nay thì chú đang làm ở đâu nữa, chú ngủ ở đâu nữa. Đó, chú ngủ ở đây nghe đó. Đó, chú quan quý vị nhé. Nhưng mà bây giờ thì bác sĩ không thấy. Chiều hôm nay thì chị Mai đã mang cơm cho chú đi, và một hình ảnh thật là thương đó quý vị. Chú nhìn rõ cả ngày, hồi xưa thì anh Quân có thương không? Đúng là thấy chú rất là đói. Chú cùng hai anh em đang đi quanh quanh đi dọc đường mà chú hay ngủ ở đây đó quý vị, để xem chú ở đây được không, để đưa cho chú chai nước cho chú uống. Thì chú Tý cũng mới ăn vào lúc 6 giờ đó quý vị. Thì chú bây giờ vẫn còn no, nhưng mà nước thì có thể chú không có. Bây giờ Văn Hiền và anh Ngô Ân đang đi tìm xem chú ở đâu, để nếu mà thấy chú ngủ rồi thì hai anh em sẽ để chai nước lại đó cho chú, rồi hai anh em cũng sẽ về khách sạn để ngủ. Tuy nhiên thì không thấy được quý vị nhé. Hôm nay hai anh em đi ra chỗ cũ thì là không thấy bóng dáng của chú đâu. Thì tối nay chú ngủ ở đâu cả. Và vào ngày 11 tới quý vị nhé, thì gia đình chú Tý sẽ lên nhận và đưa chú Tý về để đi chữa bệnh đó quý vị. Và Văn Hiền cũng mong là chú Tý sẽ có được một sức khỏe tốt và trở thành con người bình thường. Trong ngày hôm qua thì chị Mai đang đi điều trị tại Sài Gòn đó quý vị. Thì chiều hôm nay chị mới về, nên là buổi sáng chú Tý đó không được ăn cơm. Và đến buổi trưa thì anh Ngô Ân đưa cơm cho chú. Tuy nhiên thì cho đến buổi chiều thì lúc đó chị Mai mới mang cơm ra cho chú. Chú lúc đó rất là tội nghiệp. Chú đói quá mà ngồi gục ở trên vỉa hè. Quý vị có thể đây rồi, thấy chú Tý đây rồi.
thì đã thấy chú Tý rồi. Đó, chú đang ngồi trên vỉa hè phía trước mặt đó quý vị. Chú chưa ngủ hả? Ngủ đâu đưa chú ta nữa. Bây giờ mà hai anh em lại đó thì kiểu như chú lại bỏ đi, nên hai anh em đang bàn tính xem sẽ làm gì. Đó quý vị, Văn Hiền đi mua xôi thì gặp những người cô người chị ở đây rất là tốt bụng luôn. Đó, trước mắt quý vị đó là chú Tý luôn. Và hồi nãy thì cô cũng đưa một phần xôi cho chú Tý rồi, là đưa là chú không có xin. Đứng đây là biết ý là đưa. À là chú đứng đây luôn. Đứng đây là ý là muốn xin đó mà không có nói, mà tôi biết ý tôi đi. À, tôi cho. Dạ, dạ. Mới đây luôn hả chị? Mới ăn xong. À. Đưa chai nước nữa. Ô. Chai nước không uống à, không lấy. Chai nước suối. Kỳ lạ lắm, có lúc vậy lúc khác. Dạ. Chứ bình thường mà đưa mà chú nhận là cũng hay lắm đó. Ừ. Chứ hiếm lắm đó. Ý, đỡ em đứng ngay đây nè. Dạ. Là không có xin. À. Là giờ là múc là biết đi. Dạ dạ. Đó quý vị, chú Tý đang là đầy nhóc đồ ăn với thịt đồ. Bình thường ngủ ở bên ghế đá bên này này. Mà hôm nay ngủ bên đó đó. Như là đang gục bên kia rồi. Không biết là có ngủ không nữa. Có khi ngủ thì có giờ sớm mà. Dạ. Mà sao dụ hai đồ mà được hay vậy. Dạ. Chú bọn em nói chung là cũng phải nhờ các anh chị ở trên này hỗ trợ nhiều. Đưa vào tắm trong này nè. Ờ. Dạ. Là nói nhẹ không có chịu, phải ham dọ. Dạ. Đúng rồi, phải ham dọ hù ông mới chịu. Mình mà nhẹ là ông lánh lướt ra. Ờ đúng rồi, phải tôi đây tôi cũng biết ý. Dạ. Nhờ ba hù dọ người sáng, không phải kinh sáng. Ông sáng là người khác. Anh kia. Con mới lên. Vụ ổng cho hai hộp cơm mà bỏ đi. À đúng rồi. Đúng hồi trưa không lấy đó. Ừ. Mà đói bụng quá rồi vào trong kia gục luôn. Mà cũng không chịu nhận luôn. Ừ. Rồi chờ đến chiều chị Mai mới đưa đó. Đó, chú đứng dậy rồi quý vị nha. Đó. Không biết là bỏ đi nữa không. À, mà có cái áo đó ai đưa cô nhỉ? Đó không biết ai nữa. Không biết ai cho rồi cầm. Cái bộ đồ lam ở bên trong là của bọn con đó. Còn cái áo khoác ngoài là ai đưa lúc nào không biết nữa. À, bên đâu mà làm? Dạ, bọn em thì chung là đi làm những công việc thiện nguyện ở trên này. À. Dạ, ghi nhận các trường hợp mà người khó khăn, người thất lạc á chị. À, dạ. Vậy cũng tốt. Dạ. Okay. Cũng tìm được rất là nhiều người thân rồi đó. Nhiều khi mình bọn em đăng tải lên như vậy thì vô tình người thân người tìm được á, nên thể vậy là tìm được rồi không? Dạ. Gia đình Tý tìm được rồi, gia đình ở tên Bình Dương á chị. Dạ. Ngày 11 này là lên đây đó. Dạ. Ngày nay đưa ông về dưới. Dạ, đưa về để chữa bệnh. Chữa bệnh tội nghiệp quá, đứng không ở ông ở đây là cũng 7 năm rồi cô ha. Dạ, 7 năm rồi. Ừ. Đó, chị Mai là người đưa cơm cho chú 7 năm qua đó. Đó không biết làm gì đó. Thì đứng đó vậy đó, hồi nữa cái ngủ, mà ngủ nhiều khi đứng nữa. Bây giờ con lấy phần xôi này đưa lại coi chú có nhận hay không. Chú ông không ăn luôn. Dạ. Mới ăn đây nè. À là ông mới ăn đây hả? Mới ăn đứng đây. À, có duyên dữ ha. Hôm nay qua đi qua mua đây, mua xôi ăn là gặp ngay cái chỗ mà chú Tý mới ăn luôn quý vị nha. Cho quại vậy. À dạ dạ. Dạ. Có người tiền đó. Đó, hôm nay Văn Hiền đi mua xôi thì tình cờ là gặp được cái con xôi và lúc cái chú Tý vừa cô với chị ở đây rất là tốt bụng đưa xôi cho chú rồi. Bây giờ đưa xôi này mà không biết là khó lắm. Khó. Dạ. Chị kia mới nãy hỏi à ông cái ông cái thịt nè, ông có ăn xôi nè, không ăn không. À và là đứng ở đây không, không có xin đâu mà cứ đứng và nhìn vào đó. Đứng là cái tôi biết ý là tôi làm hộp đem qua. Chỉ có đây cho là ăn nè,
còn mấy người lại đi mua đồ, thấy tội nghiệp mua cho không thấy. Dạ dạ. Bỏ dạ. Đi à. Dạ. Chú Trí ở trên này cũng rất là may mắn khi mà có những cái anh chị với những cô ở trên này rất là tốt bụng đó quý vị. Người trên này thì rất là dạ, sẵn lòng giúp người. Đậu, giúp, dạ. Giúp. Cho tiền không lấy. Cho tiền không lấy. Không có biết xài tiền luôn á. Dạ. Còn có bạn bộ đồ cũng nói dư mà thấy mà không có dạ. Một hai mà có vô nhà tin lục đồ lấy cũng không chịu. Không dạ. Bận quyết định là để vậy. Ở trước đây có ai tắm hoặc là thay đồ gì cho chú chưa? Không chịu đâu, không chịu. Không chịu hả? À. Dạ. Chung là phải dùng mình nói vui vui nói cho là dùng vũ lực gọi là lực lượng mà vũ trang luôn. Hôm bữa bọn em vào phường này phải nhờ bên công an viên đó. Dạ. Bữa ra chỗ này cắt tóc này nhưng mà ban đầu khó thôi, còn khi mà cắt được nửa rồi ông đứng im mà ông đứng im cho cắt luôn, chắc cũng thấy dễ chịu á. Dạ. Chứ nói đàng hoàng lắm em. Dạ. Thường ơi mang đi dép cũng vậy nữa. Mang đi dép mà. Đây đó đôi thứ hai rồi. Thật ơi nhiều đôi lắm mày. Dạ. Đứng ở trong chùa. Đứng trong chùa mà đứng bên này được cứ quỳ đằng kia. Dạ đúng rồi quỳ. Mà ông cứ đứng ngước mặt quay. Chú cứ đứng ngước mặt lên trời mấy tiếng đồng hồ luôn. Dạ. Đó quý vị chú Trí của chúng ta ở đây. Đó. Chú Trí thì được rất là nhiều người thương nha quý vị nha. Đi đâu ra ngoài thì các cô chú anh chị ở trên này sẵn lòng đưa đồ ăn, đồ uống, quần áo. Tuy nhiên thì đặc biệt là không phải là ai cho là chú cũng nhận nha. Có duyên lắm mà chú mới nhận đó. Rồi con cảm ơn cô nhá, cảm ơn chị nhá. Dạ. Rồi mai mốt là tạm biệt hình ảnh chú Trí ở trên Tây Ninh này đó. Chắc là cũng nhiều người buồn đấy nha. Nó dạ. Thấy rồi. Nó dạ. Buồn vậy cũng mừng chứ. Dạ. À, nhà anh em đông không? Dạ nhà là 4 anh em. Dạ. Không dạ. Em nói vui vậy thôi chứ còn thực ra mà đưa ông về trở thành một người bình thường thì điều đó rất là tốt. Dạ. Đi tôi thấy tôi cũng mừng chứ tôi dạ. Buồn. Chứ lần đầu tiên là lên đây thấy ông rồi, tóc tai quần áo. Dạ. Râu ria đó. Dạ. Mà bữa tắm cho ông á thấy rồi. Ai hết. Dạ. Ai hết ông á. Là lâu rồi à cô? Lâu rồi. Dạ. Đi. Ông đứng ở ngoài đường. Rồi con chào cô nhé, để con đưa xôi là coi chú có nhận không? Được rồi, không ăn nữa. Dạ. Hy vọng là lần này nhận. À rồi, bỏ đi rồi. Dạ, chào cô. Văn Hiền mua một phần xôi và có chai nước ở đây nha quý vị nhé. Bây giờ sẽ đưa lại cho chú Tý xem là chú có nhận hay không. Tí mới đứng ở đây nhưng mà đi đâu rồi chứ quý vị nhé. Thôi bây giờ Văn Hiền sẽ kiếm chú và đưa một phần xôi cho chú xem sao. Mà khi mà đưa được cơm nước với cho chú Trí thì rất là hạnh phúc nha quý vị nha. Tuy nhiên thì để có được hạnh phúc đó cũng rất là khó nha. Văn Hiền thấy chú Trí ở trong này rồi nha quý vị nha. Bây giờ sẽ tiếp cận chú để đưa cái phần xôi để cho chú xem sao. Chú đi vào trong này rồi. Chú Trí ơi, con đưa xôi chú này. Chú Trí. Chú Trí ơi, con hiện này. À, chú bỏ đi cho chú đi nhá.
đâu quý vị. Chú Chi ăn được chưa? Con mua xôi chú nè. Chú ơi. Chú ơi, lấy xôi chú nè. Con mua cơm chú nè. Đó, không chịu nhận đó quý vị. Dạ, ông mới ở trên kia đi lại đây đó chị. Ổng ngồi đâu hồi nãy thì con để tại đó là ổng quay lại ổng lấy à. Thấy ông ngồi trên đó phải không? Nhưng mà không phải ngồi ghế, ngồi ngoài đường không ạ? Ổng ngồi vậy đó, con để tại đó, cái ổng không quay lại lấy. Mở tài khách đi theo ổng hoài, cái ổng đi hoài. Vậy đó. Vậy đó. Bọn em cắt tóc đó. Hả? Bọn em cắt tóc với thay đồ đó. Vậy hả? Cưng dạ, hả? Cưng dạ. Hả? Không, vậy mà cũng không chịu, cái ổng ngừng lên tôi cho ăn. Mà ổng vậy đó. Như bữa con nhỏ bé kia cả cũng theo cho ổng phải không? Dạ. Ổng ngồi đó đó, ổng ngồi đó cái ổng ngồi vậy cái ngồi chỗ đó cái ổng nó để chỗ đó thằng thằng quên là ổng ăn. Ổng lấy ổng ăn, còn bữa cái bà kia kìa. Cho cái dí theo hoài cái ổng đâu lấy đâu, dí theo hoài ổng lấy cái bà để đó, cái nhỏ kia ổng muốn ăn, sợ ăn cũng không tới. Dạ, bởi vậy. Thấy ông này tội lắm, tội nghiệp lắm. Đó, bây giờ vua cho đây mà cũng không chịu nhận nữa nè. Không chịu dạ. Nhận nữa. Cảm ơn chị nha, để em mang lại một lần nữa. Ừ, qua lại dạ. Dạ. Em ở Bình Dương ạ. À. Vậy hả? Dạ. Ngày, gặp ổng ở đâu? Ngày 11 này là đưa ông về rồi đó. Hả? Dạ, còn em tìm được người thân rồi. À. Dạ. Người thân của ông ở trên Bình Dương á, 11 lên đón nè. Dạ. À, lên đây lên đón hả? Dạ dạ. Em được rồi hả? Lên đón để về chữa bệnh chị. Còn cái chung này từng gặp mình cắt tóc cho ổng hả? Người dạ dạ, ông vua trong tòa thánh đó. Ừ à, đúng rồi. Cảm ơn chị nha. Dạ dạ. Đó quý vị, ở trên này, những anh chị ở trên này thì họ rất là tốt. Đó, chú Trí thì có rất là nhiều người biết luôn. Nhưng mà đưa cơm thì chú đâu có lấy đâu. Chú Trí ơi, con hiện này. Con đưa cơm chú nha. Chú ăn này là con về nè. Đó, cái gì như vậy đó. Chị à, còn đưa được cơm cho chú nha. Chú cầm đi rồi con về. Này. Chú Chi ơi. Chú lấy rồi con về nha. Này. Chú cầm đi, này. Con về, chú cầm ăn cho con này. Chú cầm cơm này. Đâu có gì. Chú khó như vậy đó. Thực sự lên đây thì có rất là nhiều người muốn giúp chú. Nhưng mà không phải lúc nào chú cũng nhận nha quý vị nha. Bây giờ thấy trời khá là muộn rồi, Văn Hiền đang mua cho chú một phần xôi. Mong là đưa được cho chú, tuy nhiên thì chú không nhận. Chắc chú Văn Hiện mới từ Bình Dương lên, chắc chú nghĩ Văn Hiện đang đói hay sao á, để dành phần xôi này cho Văn Hiện luôn rồi. Thật ra thì buổi chiều chị Mai cũng đã cho chú ăn vào hồi 5 giờ rồi, nên là bây giờ Văn Hiện muốn đưa cái phần xôi này cho chú, nhưng mà chú không chịu như vậy đó quý vị. Đó, chú đứng bên kia rồi. Bây giờ Văn Hiện sẽ đưa một lần này nhé nha. À, không thành công nha quý vị nhá. Trưa hôm nay thì anh Ngô Ân, còn bây giờ thì Văn Hiện, hai anh em muốn đưa cơm cho chú, tuy nhiên thì chú đều không nhận. Vậy mới biết là tầm quan trọng của chị Mai lớn đến nhường nào đối với chú. Và phần xôi của chú đây.
Bây giờ thì chú đang về trên đường Cách Mạng Tháng 8 rồi quý vị nhé. Chú thì chú sẽ ngủ ở trên những cái ghế đá ở trên đó, những cái vị trí mà quen thuộc rồi. Và Văn Hiền cũng xin về nghỉ ngơi đây ạ. Chúc quý cô chú quý anh chị có một giấc ngủ thật ngon nhé. Văn Hiền xin chào và hẹn gặp lại ạ.